Hello, chào anh em. Hôm nay có chiếc cá lẹp mới ráp, review cho anh em xem. Đây, phần lượng cực kỳ thấp nha. Dàn đuôi này màu đen, máy băm hai luôn. Tạo mới ráp là phải đem rửa liền nha anh em. Đây nè, cho nó tắm xong trước. Sau khi tắm xong xong rồi tắm bia. Dữ nha mày. Cái gì cọp nha. Sai rồi, sai rồi. Đầu này xỉn rồi. Đây là dàn đuôi nó như những chiếc mono khác thôi, nhưng mà cái cần lái hơi ngắn nha, tại vì cái bản thân vỏ nó không tới 1,2 m đâu, nó khoảng 1,1 m, nói chung là nó ngắn hơn chiếc mono, mấy chiếc mono khác ấy. Đấy, chân vịt dưỡng ba cánh, bô vẫn đầy đủ. Đây, lường anh em, lường cực kỳ thấp nhanh nè, nó như con cá vậy đấy, lướt 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 nhưng mà dễ chủm, đề ba rất nhanh nha, rất là lẹ luôn. Vỏ theo kiểu của Thái, nhỏ gọn nhanh nhẹn. Đây, bình dầu xịt nha, mà rơm cần lái đẳng y y những chiếc khác này, đồng bộ màu thì nó đẹp hơn, vẫn không có gì thay đổi. Đó, nhìn tổng thể nó ngắn hơn rất là ngắn nha anh em. Đây, bình xăng lớn nha. Máy này đi bình xăng lớn, máy này full mod luôn nha anh em. Máy lớn nha, máy 32cc, 38 ly. Bên trả chụp cho thì chỉnh rồi chụp kia sửa chụp kia lại. Hey, 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 hey.